được xây dựng rất là bài bản và hoành tráng. Và hy vọng rằng sau 2 năm nữa thì nơi đây sẽ biến thành một điểm đến của Nha Trang và chắc chắn rằng nó sẽ là điểm đến của thế giới. Thì thực sự với hơn 600 công nhân làm việc ngày đêm 24 giờ một ngày với 3K và với tốc độ thi công thần tốc thì tôi thực sự tôi nhìn thấy đủ niềm tin với tập đoàn Kenya Holding, chủ đầu tư của dự án Vega City Nha Trang, với đối tác uy tín hàng đầu thế giới là Hyundai, thì chắc chắn dự án Vega City Nha Trang, những gì chủ đầu tư nói, những gì chủ đầu tư cho những khách hàng hay chúng tôi xem, những hình ảnh tương lai của dự án sẽ trở thành hiện thực. Lâu nay du khách đến với Nha Trang thì hầu như là thời gian ở lại lưu trú Nha Trang sẽ ngắn, đặc biệt là khách Việt Nam. Tuy nhiên là khi mà hình thành dự án Vega City đi được vào vận hành thì mình nghĩ rằng là ngoài cái việc nghỉ dưỡng còn là một điểm vui chơi giải trí, một điểm đến dừng chân và sẽ kéo được chân du khách lâu hơn và người ta sẽ đến Nha Trang nhiều lần hơn. Chắc chắn là Vega City sẽ đạt được cái kỳ tích trong khai thác du lịch. Và thực sự với Nha Trang, chúng ta sẽ nhìn thấy là kinh tế đêm là một cái mảnh ghép vô cùng quan trọng để cho du lịch Nha Trang phát triển. Và với định hướng Vega City là một dự án sẽ được thí điểm đầu tiên với mô hình kinh tế đêm, thì thực sự nó là một điểm mạnh, một điểm lợi thế tuyệt đối cho những sản phẩm bất động sản mà khách hàng có thể đầu tư hay cho những khách hàng là các hàng du lịch đến Nha Trang lưu trú.